nghìn chiến với nữ tướng đây. Kìa tiểu tướng, hãy đón đỡ đường phương của La Thành. Gì mà nóng vậy? Nè, tao muốn hỏi người đường đường hoài phong cứ sao trông đẹp mà cười môi thuôn dễ thương tướng quân đã có vợ chưa? Trời biết suối chi tình đã lên môi thì tình nó đầy khổ cầu nghĩa viên chồng kia. Không khai chiến thì còn chần chờ gì nữa? Tướng quân, gặp tướng quân đây thiếp cứ ngỡ tướng quân là dừng trăng đẹp, còn mình là sông hồ viền diêu trăng bàn bạc treo cao cho nước lên đền ôm dâm giá thiên thần. Tiếc là làm vợ cho hai nên hồ đến đây ta đón trước thế thời
nhưng đã thề không khi nào ta quên. Đơn vị cha có thấy chồng quần tư kia, chúa công muốn cho hùng tính đầu hàng, nếu không thì chẳng lưu tình ngày xưa. Đánh giáo kia, đơn vị cha đánh cô trước sao? Đơn vị cha không nghe tôi mà cứ đòi giết cho được tận dương là người vua của chúng rồi, thì tôi phải mình phải phò huy, cứ chung sức lại với ta đầy đối địch, dù có phải một người chết giữa đường. À kìa, đã có muốn xuất hiện đơn vị cha quá. La Thành, ngươi là đồ dám ăn bội nghĩa, bắt được ta rồi cứ giết mau đi. La tướng quân đang vào trình tấu thần dương. Trình giáo kim, ngươi hãy chém đầu ta đi rồi trình tấu sau, còn chờ lĩnh ai nữa? Đơn nhị ca, còn ca ca để gì nữa? Kêu thằng Tần Phước Bảo, gọi thằng Quốc Kỳ Cung, để ta hỏi coi thằng Tần Quỳnh nó còn nhớ cái thỏ hàng gì nó lăng thăng thất thiểu. Có cặp giáng cũng đem cầm, có con ngựa cũng đem bán, ta trọng nó như bậc thầy, ta thương nó như đứa em ruột rà máu mù. Tại sao vì lợi lộc công danh mà quên đi ân nghĩa thâm tình? Nó xem vua trọng ân thằng bạn nuôi khổ đời mình, thằng bạn có thể vì nó hy sinh để chết, còn thằng vua thì có vì nó mà chết hay không? Tình giáo kim hãy trả lời cho ta nghe thử, nếu trả lời không ta chẳng ngại gì quy thuận, còn ngược lại mình hãy kể nhưng chưa một lần biết mặt, để dễ dùng gươm mà hạ sát bạn mình. Cha tôi trả lời cũng không xui nữa, huống chi là cái thằng giáo kim này. Nhưng dâu gì dâu, mở gì chánh đạo bao giờ nó cũng thắng tà đạo. Nè, cho đơn vị ca biết nha, số của Dương Thế Sung đã tận rồi. Bọn bay mới là ngũ a vua, bọn bay có chữ trung là trọng, thì tại sao đơn hùng tính này chẳng lấy chữ nghĩa làm đầu? Ngũ bay buộc ta ban rẻ lương tri, vì chút bá công hầu, khi thành binh này đã sống nhờ ngọn rau tất đất của Dương Thế Sung, thì dẫu họ Dương có gì chăng nữa, ta là người chẳng như cầm thú để phản bội hay sao? Để mặt ta làm tròn bốn phận, để mặt ta đốt nén hương tiễn biệt lấy đời mình. Tôi đã nói mà đơn vị ca không nghe mà. Tôi cũng muốn thả đơn vị ca mà tôi sợ bất trung với chúa. Lúc bị tội tù, đơn nhị ca cho uống rượu ăn thịt là ngon. Giờ đơn nhị ca ở tù thì để lại chẳng có quyền. Ôi cái trò đời, phải đi lộn đầu cho đúng là ngạo ngược. Đơn nhị ca, tiên kiên lĩnh đã nổi danh, ta biết nên giờ đền tội của ta rồi. Vì thấy đơn nhị ca cưng đầu cưng cổ, không chịu quyền lý
cho nên chúa công đã ra lệnh giam đầu lên hùng binh này, mà kẻ xuống đâu lại là La Thành. Trời đất ơi, đơn nhị ca, đơn nhị ca. Ta chỉ chờ có thế, đơn nhị ca hãy hiểu việc chúa tôi là trọng. Còn ta chẳng coi tình bạn thở hàng gì là cao. Tất cả chư tướng đều đã sắm sửa hương đèn, họ xin được rót chén rượu đầy để tế sống nhị ca đó nhị ca ơi. Đây là chén rượu của La Thành, mời đại ca hãy uống. Uống chén rượu này như uống cả tình để huynh thâm hầu. Bởi để có vui vì lãnh chức giam trảm quan đi cày đầu cắt đức nghĩa anh. Đừng từ khước mà để ở đâu đây rất trong gia đời đời. Cái chết của kẻ anh hùng không ai rơi nước mắt, nhưng mà sau La Thành này cũng mềm ướt tâm can, cũng kỹ vì gian sang mỗi chúa ai cũng lấy chữ tung làm đầu mà đắc nhẹ tình huynh đệ thở đôi cơm rách áo cho người đảo chích sủa vua nghiêu chúng đệ là tương của tần dân thì phải một dạ tung mà thành. Rượu này là rượu kết nghĩa. Ai uống rượu của bọn ngươi mà mời mà thỉnh à? Đơn nhị ca, bằng hữu trong thiên hạ đâu là thiếu. Trình Giáo Kim này vẫn luôn luôn gọi anh là người hảo hơn, chứ chẳng phải như bọn tham sanh quy tử. Uống chứ để một chén nhị ca. Thầy à, uống chứ. Ta uống rượu của Trình Giáo Kim, còn rượu thịt của bọn kia chỉ là một sự lấy lòng cho có. Tình nghĩa mà chi, một khoảnh khắc nữa thôi ta trở thành là một thây ma công đầu. Chẳng có tri âm mà cũng chẳng có ai tri kỷ đồng mình. Ngửa mặt lên trời thì trời cao lòng lắm, nhìn xuống đất thì đất rộng mênh mông. Bạn bè lúc mình nguy khôn thì ta cao bay xa chạy, nhìn trời ngó đất ngầm mà tình đời cũng vui. Dẫn đơn hùng tính đến trạm quyết đài, đơn nhị ca, đơn nhị ca. La tướng quân đã về đến. La tướng quân, phu nhân, con trai của ta đâu rồi? Dạ, La Thông luyện võ nghệ ở hậu giang. La Thông tuổi còn nhỏ, song đâu có sức mạnh thiệt con nhà tướng đó. Phu nhân. Trên đường xuôi ngược phu nhân ơi, ta cũng
thầm thòn trong bàn dân thiên hạ, được ấm em luôn trong vòng tay thay thiếp để cùng với ai kia hương lửa tình nồng. Những ngạc nỗi ta đã là thương có điều mình thân không rời ta lưng chiến mã giáp trụ sờn dây bạc màu buổi gió chưa một lần tận hưởng bút vinh quang đòi làm cương chỉ biết khi sinh giá ngựa bọc thay là lời thề quánh quánh liệt liệt qua thành nàng hãy vì ta mà nuôi dưỡng la thông ta muốn nó sau này cũng là danh tướng dân tiếp sinh trọn đạo là vợ một chiến thách. Sao nàng lại khóc, nàng không muốn cho con nối nghiệp của cha chăng? Thiếp nghĩ là đến khi La Thông trưởng thành sẽ không còn chứng kiến cảnh máu lửa thay phơi nữa. Làm gì có được cái thanh bình như phu nhân mà ước rằng loài người sẽ chung sức với đường. Khi mà giữa ta và phu nhân còn phận chia lý tưởng thì thử hỏi ở thiên hạ làm sao gồm thâu vào một mối thương yêu. Lòng tham của con người là một ngày một lớn cái thế mạnh để thực hiện tham vọng phải là chuyện tan qua. Nếu như ta sức yêu tài hèn thì ta đã tàn thân phát kia giữa chốn đau binh. Xin để cho thiếp thay giáp trụ bạc màu đấy, chàng mặc vào y phục lửa hồng cứ nhẹ lúc nghỉ. Nàng nhìn giáp trụ trên mình ta cũng biết được ta dày công hạng mà, lửa hồng đấy ta chỉ mặc khi loạn nước dẹp yên giả biệt phu nhân. Tướng quân ơi, mai này nếu có giọt sương khuya rơi nằm trên vai lữ thứ, chàng có nhớ ngàn ta còn hạt lệ của khách chương đau. Là vợ của chinh nhân nên ngày tháng áo mừng, thiếp ở phòng khuê ông cuông chờ chồng súng hồ, chàng mãi tận xa trường sinh bảo trong lấy. Chàng có lập được bao chiến công hiển hách cũng không đổi được lòng hy sinh của thiếp. Áo bào cân đai của vua bang kia là núi là sông ngăn cách với vợ ta chồng. Ta không muốn nghe những lời nói ích kỷ tầm thường. Ta lên đường. La tướng quân. Nhờ Đức Như Lai gia hộ, tôi còn cơ duyên để hạnh mộ với tướng quân. Sư cô là ai? Tại sao dám ngang nhiên đứng trước đầu ngựa? Dạ tôi đây là... Hả? Là nữ tướng Mã Tây Kim. Tôi xa dòng đao kiếm để mặc áo nâu sông mà... Thank you.
Từ lúc đổi mạng với Trình Giáo Kim, ta tưởng nữ tương trao luyện võ nghệ để trả mối thù phải tận. Nhưng nay thì Diệu Pháp Sư cô, còn người cũng vẫn còn vui trò chém giết. Thôi, đừng lý luận đạo đức nhà tù với danh tướng. Mã Thái Phi có lần cùng tướng quân giáp chiến, nay bỏ đời đau kiếm trầm danh. Mà không sự cố Diệu Pháp Diệu tướng La Thành, ta sẽ kết liễu mạng đi. À, bồ hè, núp ở đâu không trường mặt ra đi vào đâu. Ta thách đấu với mi tại ư nê hà. Mở cửa thành cho tôi vào, tôi đã bị trọng thương, tôi đói, tôi khát lắm, mở cửa mau. Đại vương hoàng đế vừa hạ lệnh Thẩm Dương, muốn được vào hầu hạ Thẩm Dương, muốn được ăn, được uống, được rửa thì chính phải quay trở đến phủ Kim Quan Bái Thành. Quân ta đóng chặt cửa thành. Trời ơi, giữ bao nhiêu tận, lập bao nhiêu chiến công cũng chưa đủ đổi lấy một chén cơm, một hớp nước. Thẩm Dương, chúa tổng ơi, La Thành này giàu sanh ra tử bảo vệ lấy đường ban, dựng bền bao năm tháng, giờ đây được đền xứng đáng. Như kẻ ăn mày gian chính tương thoát bên thành rêu, vùng đói miệng khổ mau thấm ướt đầy mình, lại phải lên đường phá giặc. Ta như kẻ bị đài, biết còn ngày nào gặp lại Thần Dương. La Thành này lên đường tự chiến đi. La Thành, hãy không ai ngốc không y, lại nhập sức lập công lao mà chẳng hưởng được gì, về đâu cũng chúa ta cũng được trọng dụng. Tôi chung không thờ hại chúa, ta quyết lấy phụ cấp nhà ngươi. Mày giỏi hãy theo lấy đầu ta. Ngươi chạy lên đường rồi, ta cũng chạy theo. Ngươi đã bị lừa, ngươi đã xoay lại, sẽ đứng đi hả? Quân sĩ, hãy đứng giữa sông bơi đây hả?
con đã không thành chẳng quá do trời đánh, ta cũng vui lòng chính diễn ra đi. Từ đâu tới, tôn danh là chi? Dạ, kẻ này họ Phùng, tên Chân, từ miền biển xanh Nam Hải mà tới. Ý chà, từ Nam Hải mà tới, huynh đài đi xa được như vậy thì chắc chắn phải là người có võ công trác tuyệt. Ôi, chỉ biết qua lo chút chút thôi. Cái tiếng trác tuyệt mà ông anh vừa tặng cho đó, à thật ra kẻ này không dám nhận. Đó là huynh đài quá khiêm nhượng thế thôi. Nếu huynh đài không dám nhận lời khen tặng đó, thì xin huynh đài nhận ở lại nghỉ tạm nơi đây. Miêu trương tiên từ này tí chật hẹp tồi tàn, nhưng có thể giúp huynh đài tạm trú qua một đêm, lỡ bước rồi chờ mai sáng lại ra đi. Muôn trùng mây nước bỏ sau lưng vết chân vừa mới bước, bao giờ ngoảnh mặt về đây, nhìn rừng khô héo tối tăm này, để thương để nhớ bóng trăng đây, và con người sơn mộ đêm nay. Ngoài xa kia từng dẫm dài đất lạ, hãy bước vào cho mắt thấy trong đêm. Con của tôi thì cuộc hành trình sẽ như rằng gặp nước quay hoài linh. Tiếc rằng có nhiều việc riêng mình, theo chi làm mẫn điệu cho tôn huynh. Ông anh có những việc riêng nào
mà sợ làm tôi bận biểu hả? Trả thù cho cha mẹ tôi và trả ơn cho người đã giúp tôi mấy mươi năm công lực. Vậy thì ông anh còn đợi gì mà không kết nghĩa huynh đệ với tôi? Nếu một khi các quyết ăn thề với nhau rồi á, thì việc của ai mình cũng coi như là việc của chính mình vậy đó. Không, nhưng tôi lại không thích bất cứ ai xen vào việc riêng của tôi hết á. Nhưng nếu tôi hứa không xen một chút xíu nào vô chuyện riêng của ông anh hết, thì ông anh có chịu kết làm anh em với tôi không hả? Đó thì... Vậy không? Thì sao? Thì cái gì? Chịu đại đi, chịu đại đi mà. Thì để ông thỉnh được người ta chịu làm gì mà hối như vậy. Rồi, chịu ra ha. Quỳ xuống. Tên gì? Cù. Chí, cái gì mà cù còn lõn vậy? Cô không có họ hả? Có sao không có mà điều chưa có tiện nói ra bây giờ. Trời ơi, cái ông này rắc rối thiệt mà. Mấy tuổi? 20. Rồi, vậy là ông anh làm đại ca tôi rồi đó. Làm lớn thì không được ăn nói lạng quạng nữa nha. Bắt đầu thề đi. Thề sao đây? Dạ, xin trời đất chứng chiếu. Xin trời đất chứng chiếu. Chúng tôi cừ 20 tuổi và Phùng Chân 18 tuổi. Nguyện kết nghĩa huynh đệ, đồng tử đồng sanh. Đồng tử đồng sanh. Ai ăn ở hai lòng thì... Trời tru đất diệt nó. Rồi, trời tru đất diệt. Xin thề. Xin thề. Vậy là xong rồi đó. Kể từ đêm nay đại ca với tiểu muội. À, cái gì? Cái gì tiểu muội? Ông quên. Hả? Tiểu đệ. Tiểu đệ mà. Dễ mà nói tiểu muội. Người ta lẹo lưỡi nói lộn. Có chút tiếu mà cũng bắt bẻ nữa. Ý lớn hơn hiếp á. Nói em bậy. Ai hiếp chân đệ hồi nào đâu. Ô, sao mà nhõng nhẽo như con gái. Nói bậy nè. Người ta như vậy mà bảo là con gái hả? Gái ở chỗ nào đâu. Ý. Không xong rồi. Không xong rồi đại ca ơi. Để phải chùi một lát mới được. Ổng lùng kiếm đệ cho không ai đâu. Gì? Ổng là ai? Ổng là gì mà chân đệ sợ điếng người lên vậy? Ổng ghê lắm. Ổng là Vạn Lão Tà. Thôi, để phải trốn mới được. Không, chân đệ. Chân đệ. Nè ông già kia. Sao ông ngang quá vậy? Chỗ người ta ở là sao ông lại không phá? Bạn người ta ngôi sao tính dân tuốt kia vậy? À, thì đó chú mày là từ giữ miễu. Ờ, nói ẩu đi ông già, nói ẩu. Ai làm từ giữ miễu nào? Nếu không giữ miễu thì ta hỏi tiểu tử mày làm cái quái gì ở đây? Không có làm cái quái gì hết. Ừ, vậy là tiểu tử mày giống tao à. Tao cũng chẳng thích làm cái quái gì hết rồi. Nè nè, mày có thấy con bé nào đi ngang qua đây không? Không. Tao mới quạt một chút đỉnh cái tường với cái bàn đá mà tiểu tử mày mặc hài với xì. Để tôi. Nè, tao bồi thường cho mấy nén vàng rồi. Không cần. Thằng thấu kệ. Chắc là mày hết thời. Mày sắp chết đến nơi. Nó mới ngạo mạn chinh chiến một thằng già. Tao tuy già nhưng thiên hạ nghe qua thì phải luôn sợ tên tao Vạn Lão Tà. Vạn Lão Tà hay Tiểu Tiểu Lão Tà cũng chỉ là cỏ rác đối với tôi thôi. Cho biết đó phách một mà hả? Thì đây phách thứ 10. Lão ca dám ngông cuồng thái quá, tao phải cho mày là nếm thử một vài chiêu. Ờ, ông già khùng, sức mấy mà tự kêu. Sức mấy hả? Đa chiêu là biết liền. Để ông giỏi ông đánh đi. Nhất nguyên chân khí. Đúng đó, với ông gặp cái thứ này là đời ông tàn rồi đó. Nửa trên con nhất nguyên bảo lục. Cái gì ông coi? Phải thằng quỷ đen hắt chi cho mày không? Không biết. Thế là tao có đủ bộ rồi. Cảm ơn tiểu tử mày. Lão ta, trả bảo lục lại cho ta. Trả cho mày một chưởng. Ông già ông cướp. Ông già ông trộm. Một ngày tôi sẽ bữa sổ ông chứ ông coi. Tôi bữa sổ ông coi. Rồi, tao chạy mất rồi. Đại ca. Đại ca có đau không con? Thôi đâu nào à. Lão già chết bầm đó. Sao đại ca lại dám mắng ổng? Đại ca nói thiệt nha, nếu ổng trả bảo lục lại cho đại ca quyết ngọn sống má em keo cho coi. Đừng, đừng, không nên đâu đại ca. Ờ, để yên cái đệ chạy theo bảo ổng trả bảo lục cho đại ca nha. Thôi chạy theo làm gì, ổng chịu trả rồi mất công. Trả mà, nhưng để đi đòi bảo lục cho đại ca lần này, không biết ngày nào mới về được. Chân đệ ơi, đã kết nghĩa kim lan nặng lời đoán thể, thì giàu cách trở đôi nơi người gốc bể kẻ ven.
trời. Khấn nguyện tử sanh ai dễ quên lời, đại ca giữ một niềm son sắc tình thâm giao ấy bền chặt đến muôn thu. Ngoài gió mưa sương tiết mịt mù, xin chân đệ tử yên lòng mà tiến bước. Buổi tương hội dù ta chưa định trước, nhưng quyết cùng nhau không bội bước dông thề. Vị trưởng lão an tọa, hình ti điện chúa an tọa, còn khách muốn gặp bản tòa là ai? Dạ thưa tại hạ. Ô kìa, Tiêu Hiệp. Ủa, dạ chắc anh cô nương. Dân, chính tiếp đây, Tiêu Hiệp. Ba tháng nay rồi, từ sau đêm sơ ngộ trước miếu Trương Tiên Từ, thiếp không ngày nào mà không ngóng trông Tiêu Hiệp. Thiếp biết chắc trước sau gì Tiêu Hiệp cũng đến mà. Tiêu Hiệp đã nói thì đâu dễ chịu sai, phải không? Xong phụng bắt cẩm đôn mời khách, Tiêu Hiệp hãy lên đây. Thưa minh chủ, theo nội lệ Kim Chí Minh, điều thứ 8 của giải này, bất luận nhân vật nào của võ lâm, dù khinh dù trọng, cũng không được quyền xâm nhập bản minh nếu không có lý do xác đáng. Đúng, đúng. Chắc hình ti điện chúa bỏ công học lâu những điều lệ ấy để được cơ hội thuận tiện để bắt tội bản tòa, phải chăng? Dạ không không, kẻ thuộc hạ hình ti điện chúa, chỉ tiếp ta giữ đúng bổn phận hình là thứ thọ minh cũ theo quy củ bấy lâu, không để một đường to kẻ tóc rớt lọt vào. Thì có nghĩa là quy củ đặt ra làm bí mật, trong đỡ mọi gian nguy cho minh chúa phải để bủa dây giam hãm buộc ràng, biến ta thành tên tù giữa lưới sắt kích khao. Lão hổ xin khuyên minh chủ dằn cơn giận, thật sự thì hình ti điện chúa lỗi một phần, vì lời thắng thường hay gây nên chuyện hiểu lầm, nhưng lúc vẫn là lúc minh chủ nên nghe theo. Nhưng điều 43 có dạy, kẻ gây ra sự lỗi lầm cho minh chủ phải chịu trách nhiệm liên quan, là thiếu hiệp kia phải nhận giao tranh với một trong hàng đệ tử năm kiếm. Một trong bốn trưởng lão. Dạ vâng. Tại hạ xin chấp nhận cuộc giao tranh đúng theo nội lệ. Không không, đó là tự sát. Tại hạ cho rằng đây là dịp chứng thân của tại hạ đó. Không được, không được. Tại hạ cam thất lễ. Xin lão bối hay nương tay cho. Mời lão bối. Thiếu hiệp, thiếu hiệp đã thắng rồi. Không ngờ Tiêu Hiệp lại là tay kiếm tuyệt lưng. Hình ti điện chúa, trong trường hợp này nội lệ sẽ ghi chép ra sao? Dạ, kẻ thắng được quyền hạ thủ. Dạ không dám, không dám. Xin lão bố hay ngồi lên. Giờ thì Tiêu Hiệp có thể ở lại đây, không sợ ai ngăn trở nữa. Thiếp phong cho Tiêu Hiệp làm cận vệ trưởng cho minh chủ Kim Kiếm Minh. Minh chủ Kim Cường Tiêu Hiệp hay mặc áo Kim Kiếm Minh, áo cận vệ trưởng sẽ được mang bốn kiếm. Dân, xin dân lệnh minh chủ. Dạ, thưa minh chủ. Buổi họp đã tan rồi, chúng mình hãy nói chuyện với nhau bằng tình nghĩa anh em. Tình máu mủ giữa tiểu mũi gia các anh và đại huynh gia các bảo. Bảo huynh hãy nói thật xem, có phải thái thượng phụ thân Phi Lý khi chỉ định em lên chiếc ghế minh chủ này mà không chỉ định anh? Không, phụ thân ta rất công bình, hiền mũi xứng đáng giữ ngôi minh chủ đây. Vậy nguyên cớ nào mà bằng những lời độc địa giữa tổng đàn đại huynh cố bắt tội em? Đó là gì? Đại huynh nhớ kể ra những tình cảm thật của chính mình, chứ đừng che giấu qua cái danh từ khô khan bổn phận. Nhưng tình cảm thật có nhiều khi là một điều bí ẩn mà người ta giấu kín trong tâm hồn, như gã si tình giấu kín một vuông khăn của bà hoàng qua ngăn bỏ nghĩa trời. Hắn luộm về gói trong áo lót,
đêm đêm mơ ra ngó nhìn để tưởng hình chơi bông đơn tàn kia. Đại huynh nói gì lạ thế? Chuyện của thằng anh ăn nói ngông nghênh tánh tình khùng khiểu có khác chi là những giọt sương đọng trên đầu liễu sống một đêm rồi rụng mất lúc đêm tàn. Chính anh cũng chưa hiểu được tại sao anh nửa tính nửa như bàng hoàng. Khi hàng học như sóng tràn, khi lăn lăn nhẹ bầm. Nhưng có một điều anh hiểu rõ là cuộc sống chỉ như hư vô. Chiếc ghê kia và mấy ngọn kiếm trên áo này đối với anh không có giá. Chỉ có em là tất cả để cho anh mang hơi thở và nhịp tim đi bên cạnh trọn đời. Vậy là tình anh em của chúng ta vẫn nguyên vẹn như bao giờ. Em xin lỗi đã nghĩ quấy cho đại huynh, nhưng cũng mong đại huynh giúp cho em được sống tự chủ một phần nào, không qua trôi chặt những khuôn tròng khe khắc. Phải, anh mới vừa đem những khuôn tròng khe khắc làm khổ em trước khi mặt của mọi người. Giờ thì anh đã có thể thật tâm và bình tĩnh trả lời tại vì sao anh dối bời mất tan sang suốt. Gây gắt kết tội em như kết tội một kẻ tử thù nằm gục dưới chân. Em biết không, anh cũng chỉ là một gã đàn ông ích kỷ tiện tâm. Trong tình cảm em, anh muốn đứng riêng một mình không nhường cho ai khác. Thế mà khi thấy em dồn dã ân cần với người trai tên Từ Lá Mặt thì anh chợt nhói đau như sắp đi mất em rồi.
sự trên xác lá khô tơi tả thùng bên trời.
Là chuyện gì vậy hả chị Thủy? Đó là chuyện tắm cám đó em. Chuyện tắm cám? Ừ. À, chị kể cho em nghe đi. Kể cho em nghe đi chị. Em ơi, chuyện kể ngày xưa cám là nàng tiên con của Ngọc Hoàng Cao Ca. Đánh mất hài tiên của vua cha trao tặng, nàng tự nguyện xuống trần gian để chuộc tội với vua trời. Nhưng biết làm sao tiến cảnh giới dương trần, nàng không may đầu thai nhà phú hộ. Khi mẹ sinh ra nàng thì người vĩnh biệt quy tiên, nàng phải sống đời đài đọa khổ đau. Đói lạnh một đời cam chịu khổ đau, cha yêu mẹ cha nàng đâu nề gian khổ. Chẳng may nghịch cảnh trái ngang, vì mẹ ghẻ và chỉ đành tâm giết hại. Nàng biến thành chim, chim đã bị giết. Biến thành trái thị thì phu phụ đoàn viên. Chị ơi, sau đó thì cụ già đem trái thị về hả chị? Về nhà xong thì cụ bà mới đem cất vào trong nhà. Sau đó bà thấy lạ, khi đi ra vườn về là có mâm cơm dọn sẵn. À, vậy là nàng cám trả ơn phải không chị? Đúng vậy. Và vì sinh nghi, bà cụ rình và nắm tay nàng cám lại, không cho nàng đi nữa. Bà ơi, con không phải là yêu tinh hay quỷ quái,
xin bà an tâm cho con ở tạm nơi này. Rồi một ngày kia hoàng đế sẽ quay về, người đón con cùng lão bà về cung điện vui những ngày rồng hồi tháng mấy. Con ơi bà ở nơi này sống vui với cảnh quê nghèo sớm hôm, thờ cha kính mẹ thì hơn mộ cha bà giữ sớm hôm cùng thờ. Với người chị ấy sống chết không lường, sách sử đã ghi. Chị ơi lời chị sáng soi, em đây xin nhớ những lời chị khuyên. Dù cho muôn dặm nước non, tình thương cha mẹ là trong xa xa một dải ngân hà sáng soi. Nàng cám đà lên tiên trên xe loan về với vua trời, ôi thương nhớ vô hồi. Mình càng thương mến nhau, cha mẹ mất đi mình đắm cay cùng nhau. Thương em hiền nhỏ to mấy câu, chỉ dù sống xa nhưng vẫn thương về em. Chỉ mến thương em càng thương chị. Lệ thủy mỹ châu như cuốn nhục thâm tình, đồng nghiệp đẹp đời tri âm. Gửi người mẫu điệu xa gần, tâm tình nghệ sĩ qua từng lời. Gió cuốn lá rơi, người phu quét lá sân trường miệt mài. Kỷ niệm xưa tìm về dĩ vãng buồn tái tê, thương mùa phương vĩ ve sầu hỏi hè. Ngày xưa ấy nếp áo thư sinh yêu tình học trò,
nhưng rồi thu tới hè qua, thuyền yêu tách bến xa bờ. Hỡi người phu quét lá, duyên tình đã lỡ con chi, trường xưa sao mãi trông chờ. Phải, cứ mỗi lần nghe trong trường tan, tôi tưởng tượng đó là tiếng trong tân ngôn có thuở nào xa xưa lắm. Có một gã hàng sinh trắng tay nghèo, danh phận đón đợi kiệu quá nức nở gọi tên nàng. Rồi ông quên ông là một quét đi lá đường. Những kẻ hàng sinh còn một lần diễm phúc nhìn khuôn mặt tình rồi mới vĩnh biệt. Còn ông thì nỗi buồn thầm kín ra sao mà mỗi lần nghe tiếng đi trong tan. Ông đăm đăm nhìn trong đám nữ sinh như cô kim tìm một bóng hình dị dàng. Cùng chung lớp học hai đứa thương nhau qua lứa tuổi học mà to. Đã biết tình yêu nhưng chưa biết hẹn hò. Nàng vẫn trinh nguyên với tà áo trắng, tôi chưa phong trần còn vướng nợ thơ sinh. Bởi lẽ nào ông bỏ bút ghi nhiên ở lại mái trường làm khu quét đi la. Bởi nàng bỏ đi không về trường cũ, lá nhớ thương nàng hình lá rụng đầy sân. Từ ngày mái tóc còn xanh, bây giờ tóc đã trắng niềm suy tư. Hỡi người phu quét lá sân trường, dân thủy chung vì một bóng hình xa cũ. Có người nhờ tôi trao lại ông một phong thơ viết vào mùa thu lá đổ rụng sân trường. Trời ơi, một bức thơ mang nét chữ của bạn tình trung. Nhưng hai mươi mấy năm rồi có lẽ mẹ tôi lấy chồng nên phụ bạc lấy tình ông. Nhưng nét học trò tuổi mộng chưa quên, nên nàng cho con nàng học nơi trường cũ. Để ta buổi học về mẹ chờ trước ngõ đòi nghe chuyện người phụ quét lá sân trường. Lời thơ buồn gửi lại chuyện xa xăm, nàng hỏi tôi sao chọn nghề làm phu quét lá.
ơi, tâm sự tôi giờ cô đã rõ, tan buổi học mày về thưa lại với người xưa, rằng ngày nàng khoác áo du quy, bỏ tuổi học trò không cho thầy bán bước, nên lá đổ muôn chiều, lá thương lá tiếc không biết nàng đi về bến nước sông nào. Thuyền đã sang ngang lìa bến cũ, ông ơi nhổ lá lá đừng tuôn. Thời gian chưa xóa thường buồn, lá rụng sân trường hay rụng xuống hồn. Cần anh đưa rước dưới nắng mai, không cần anh song song bước đến sân trường, không chung dù với anh nữa. Dầu em đi giữa mưa phùn, em không thèm liếc mắt nhìn anh cười nụ mỗi lần anh đùa cợt vô duyên. Em không gò gẫm viết tên anh với những nét chữ đẹp như hoa, cũng không thèm lén lúc mẹ cha cộng tên hai ta vào trang vở. Cần anh góp ý dẫu văn anh được y cả luôn khen tài, viết thơ cho anh em không cần gửi đem về, không vui mộng thấy anh không thèm nhớ con đường tuyệt đẹp từ cổng trường dẫn đến sân đình, con đường ghi biết bao hình mẹ xuân dương ý đậm tình vàng son. Không có người vô ý ghét vô sông, người ta vẫn thế mà không biết, vậy cũng nói rằng yêu nhớ mong. Lại đây em nói cho mà biết, nói cho với niềm tâm tức đang nức nghẹn tim hồng. Dựng anh để gió ban mai mần trơn mây tóc bồng, chắc rằng trong gió ấy có hơi thở nồng của những cô gái đương xuân.
giận anh dạo phố một mình, chung lối với những hoa vui kiều diễm, những tà áo muôn màu thu hút mắt anh như đáy sông thu hút bóng cô hằng.
trời xanh xây khói trắng. Gom nhớ gom thương tự tình qua trang giấy mỏng gửi đến tri kỷ gần xa, chuyện loài hoa tim hôm nào. Tâm tư bâng khuâng lời trao gửi nghẹn ngào. Em nhớ không nơi vườn hoa lan trắng anh đã nhặt cành hoa tím trao em. Hoa tên chi nào ai có đặt tên, anh chỉ mong cài lên áo của nàng. Nàng thẹn thùng má đỏ hay đàn búng tung bay dần qua trên hoài người con gái xa xôi, giấu trong lòng niềm riêng nước nở gió buồn nào rơi rụng mãi tim tôi. Nàng áo tím ơi, nàng có biết ta đang chờ đợi nhớ thương ai. Ngày lại tháng qua người xưa xa vắng tim cả lòng anh. Nàng đã đi rồi mà thương nhớ vẫn chưa nguôi. Qua tim nàng ơi, ta đã một tôi nơi thanh địa ân tình. Không có mưa trong mắt để u buồn, biết nói làm sao để cho anh hiểu được. Em là người mà em cũng là quá, chuyện anh gặp bản nhạc tình.
anh ơi, em không là nàng xuân để bốn mùa trời xanh tươi sắc nắng, mà em chỉ là một loài hoa hương sắc đã phai. Hãy xem đó như là mộng ảo, mong bướm và hoa sẽ không chết được bao giờ. Mộng bướm và hoa sẽ không chết được bao giờ, cũng như chuyện anh và em. Một hôm nào anh cài hoa tím, anh không biết đó là thật hay là trong cõi mộng, nhưng anh vẫn nhớ cái ngày ta đối diện nhìn nhau. Nàng ơi, nàng tiên kiều diễm ơi, ta bồng lời cùng gió để mong tìm nàng ngựa ở hương môn. Người ơi hoa tiễn đang chờ, người xưa hay đến qua cả tóc em. Thử cho anh bằng giấy lụa trời, bằng dòng mực biếc của hồn tôi. Hồn tôi thành mực 50 bộ, thò đứng lặng yên ngậm vàng. Nhớ nhớ lúc chia ly, cầm tay anh nói sẽ yêu em nghìn năm, sẽ đợi em trọn hai chúng mình ngỡ ngác trong đêm
em trơm tôi đau buồn tuyệt vọng, nhưng không bao giờ tôi nói tiếng quên anh. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời mình trọn trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó thank you.
bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mộng. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sao những buổi chiều mưa lạnh tôi lại đến đây nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng sương mờ. Thank you.
về quê cũ vẫn ngay lần mai lửa. Xuân năm trước hẹn mùa xuân tới, xuân năm nay lại hẹn đến xuân sau. Âm thầm năm tháng qua mau xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Nóc giáo đường lạnh lẽo đứng trơ nhơ, vài chiếc lá giật bay trước vô. Tuyết rơi trắng xóa chân cầu, mùa xuân đất khách ai sợ. Từ này bắt chiêng xa cánh chùa chiến du trần gian, tay chân hai tay từ ta xin giả từ. Từ giờ biệt ly xin cúi đầu lạnh xa thiền môn, rồi cúi xin lên đường từ nay vẫn xa rồi. Giữa rừng dân canh khuya âm u rờn rợn, bóng đèn xa như một hơi thở hồi sinh. Ta mau chân tìm xin trú ngủ qua đêm. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Xin nhủ lòng thương cho tiễn sinh một đêm ta túc. Giữa rừng khuya quang vắng, gió duyên nào đưa tiễn sinh lạc bước đến nơi đây? Dạ thưa tiểu thư, tiễn sinh là hàng sĩ Tôn Cát quê Quang Dung ở Quảng Xuyên. Trên đường lai kinh hướng đi, giữa rừng kia lạc lối. Xin tiểu thơ nhủ lòng thương cho tạm ngủ yên ngoài. Qua đêm rồi tôi sẽ đi ngay. Chàng hai bước vào đây, ngoài trời hắt hiu gió lạnh mà áo người ướt đẫm sương khuya. Hãy vào đây tiếp vốn lửa hồng để cho người mơ tan, và hồng cho áo dài khô rồi chờ sáng ngày sẽ ta đi. Xin cảm tạ ơn đức của tiểu thơ. Nào có gì, người đừng bận lòng cám nghĩa. Liễu chi, dạ. Hãy rót một chén trà thật nóng để quan nhân dùng chấm dạ sương khuya. Dạ, dạ cảm ơn tiểu thơ. Cứ cảm ơn hoài hà. Kìa, nhỏ xinh, sao cứ thẫn thờ nhìn lửa bập bùng? Nghe lửa reo, chắc người đang thầm viết một bài thơ tuyệt đẹp. Dạ. Cứ dạ với cảm ơn hoài hà. Con trai gì đâu mà. Thôi, gì vậy tiểu thơ? Chàng, chàng hãy xem hậu thiếp. Con có con gì đang chui vào được áo thiếp nè. Đâu? Trời ơi, ghê quá. Đâu? Đó. Ờ, nào có gì đâu, thạch sùng mà. À, vậy mà làm em hết hồn hả? Ơ kìa, sao chàng ôm em cứng ngắc vậy? Không biết đâu, bắt đền đi. Tiểu thơ. Trời ơi, bắt đền cái gì bây giờ? Sao tiểu thơ lại khóc? Thạch sùng đã chết rồi mà. Giữa đêm khuya ngồi trong lòng một chàng trai xa lạ, đời con gái của Bạch Chiên Nương kể như đã bị quen ô vàng dài. Ôi thạch sùng làm nhớ nhốt tâm băng chân, chàng đi rồi tiếp sống ô danh.
phấn bèo bột thôi đành chết mà rửa sạch quan kiên. Thân phận hàng sinh nếu nàng nhủ thương nguyện tinh cấp nghĩa vợ chồng, chót lỡ thề đành thân trao phận gối. Ôi da thịt thơm nồng tóc rối làm màn dương buộc chân kim, còn chờ gì mà không tắt bạch lạp hở tôn lan. Tôn huynh, tôn huynh à, nhàn dân đại huynh à, sao đại huynh lại có mặt nơi này? Đời đạo sĩ như mây tám hương, nơi đâu lại chẳng là nhà, còn tôn huynh sao cũng có mặt nơi đây? Dạ tiểu đệ đã có vợ và và đã có hai con rồi à. Nhà tiểu đệ ở cách đây hơn nửa dặm, như vậy là gần khu rừng Lá Thỏ. Vâng vâng, vậy thì tiểu đệ xin kính mừng đại huynh. Nhưng cũng xin nhắc dùng tôn huynh, là Thọ Lâm nổi danh nhiều yêu quái, hiện hình người nhiễu hại sanh linh, coi từng gặp phải yêu tinh. Đại huynh ơi, chứ lẽ đâu nàng là ma được, vì nàng đẹp mà lại hết sức hiền ngoan. Tôi vì gấp trở về dân an sư phụ, bằng không tìm thăm một lần cho biết, e đại huynh phải hủy hoại cuộc đời. Vậy tôi xin tặng đại huynh thanh kiếm gỗ diệt tà, huynh hãy kiếp đem về trên đầu giường, huynh hãy lên treo. Nếu nàng là ma thì ắt sẽ hiện nguyên hình, xin huynh hãy đang giữ mình, kéo không còn kịp tôi hận ăn năn. Tôn huynh hãy ráng mà bảo trọng lấy thân, xin bái biệt. Cha về kìa mẹ ơi. Cha, sao nay cha về tối vậy cha? Cha cất cây gì trong áo vậy? À, thanh kiếm gỗ đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ ra coi, con làm tráng sĩ anh hùng nè. Tôn Lan, sao bữa nay chàng mẹ, gì vậy mẹ? Bạch Diên, Bạch Diên, em sao thế hả? Tôn Lan, sao chàng đó đoạn tuyệt nghĩa phu thê, ta mau ngầm chiếc kim hoàng sư phụ tặng để giải nạn tai. Hương lửa ái ân suốt mười mấy năm giờ, anh vì lầm tin bằng hữu mà vô tâm suýt giết chết vợ hiền. Vợ đó cô đi mà chàng không nghĩ, nợ xưa tai đoạn tuyệt còn nói làm chi lời tha thiết. Tận mắt nhìn nhau mà sao nghe như xa cách mấy muôn trùng. Một nhát cương tiêu cực xóa đi biết bao kỷ làm ta kinh tồn. Hãy nhìn kỹ mặt nhau rồi vĩnh viễn chia xa, nhìn trẻ thơ mà lòng mẹ xót xa, cho mẹ gửi những nụ hôn.
trong một chút lòng lưu luyến, cánh gia đình rạc rào triều mến. Cô trang này làm sao còn thấy mặt người xưa. Mẹ bỏ mình đi đâu vậy hả cha? Bịt lửa thần yêu, giờ đây còn ai đâu lo chăm sóc giữ gìn. Chỉ còn lại anh và đôi trẻ. Tôi tuổi ra vào trong vắng lạnh đều heo. Cha, cha chọc mẹ giận, mẹ bỏ đi rồi đó. Con không biết đâu, cha kiếm mẹ về cho con đi, con không biết đâu. Bạch Viện ơi, trời giá rét giữa rừng khuya mà tay ôm hai con không đủ ấm. Sao em bỏ đi đâu cho băng giá một phương trời. Vỡ gương tan duyên nợ ra rồi, trong sương lạnh thần lưỡng bắt đầu nhớ xưa. Gục vai cha mà nó cứ mút tan, trời lạnh quá lòng cha không đủ ấm. Môi cha lại thiếu lời ru mật ngọt. Bạch Viện ơi em bỏ đi đâu, phải chỉ có em ở đây thì hai đứa nó đã ngủ lâu rồi. Nghe chăng dặn sau lưng tiếng con reo gọi, ta nghe từng đoạn ruột đứt liền. Nghĩ giận ai cũng nhớ nghĩa phu thê, ta chức áo mà lòng tốn phan chưa xuất. Giữa rừng ngàn thú muôn đưa tiếng anh vẫn viết tông ba chẳng rung và thần lòng. Bạch Viện ơi em có nghe tận tường lời con trẻ, sao em vẫn bền lòng tránh giả bỏ con thơ. Đưa khóc hoài đưa nhớ sửa bu tay, cơ sự này nghĩ càng thêm ân hận. Tiếng con trẻ bên tai thỏ thẻ, anh nghe lòng mình như ai té ruột bầm gan. Nàng vẫn một lòng chặt giả chẳng đoái thương, cha con anh sống đời càng vô vị. Anh giết con nghe trước rồi anh sẽ liều mình, tự dẫn cho thỏa lòng mẹ ai cứ chính vẫn mười hơn. Khoan, dừng tay lại. Con ông có banh da xẻ thịt đẻ nó ra không? Mà muốn giết thì giết như vậy. Ờ, tôi giết nó đó, chứ ai biểu... Ghét quá hà. À, có cha mẹ làm gì ngộ quá ta. Hết ngày âm
tươi như chứa muôn ngàn bâng khuâng, thắm tươi muôn đời muôn kiếp không bơ. Đôi ta sống vui bên cạnh nhau hoài, đường dài dù bao sương gió không nề cay đắng gian nguy, cay trong tay hai dắt dìu nhau đi, cay trong tay hai dắt dìu. Mai, sao hôm nay em đi chợ lâu quá vậy? Anh chờ thấy mồ à. Nên tiền đâu mà em mua thức ăn nhiều quá vậy? Thì em... Em làm gì mà có tiền nhiều vậy? Em bán chiếc nhẫn của em rồi, anh làm em hết hồn mà. Mai à, anh thấy em hy sinh cho anh nhiều quá. Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu nữ trang của em đều hết sạch. Mà anh thì... Mình hết tiền, mình bán nó, mình ăn. Chừng nào mình làm có tiền, mình sắm lại. Còn nói hy sinh thì phải nói là anh hy sinh cho em mới phải. Một cô gái giang hồ như em có đáng gì đâu mà anh bỏ cả gia đình, bỏ cả danh dự để sống cực khổ với em như vậy nè. Thôi mà, em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà. Điều mà chúng mình mơ ước từ lâu bây giờ đã sắp thành sự thật rồi nè. Lẽ ra em phải vui lên, phải cười lên chứ. Giấc mơ của anh với em sẽ được thực hiện bằng một đám cưới huy hoàng. Em muốn vui mà lòng không vui tròn. Hình ảnh của đám cưới em tưởng tượng nó như một dần ánh sáng, mà thân quà dạt như em chỉ ưa sống trong đêm sương. Dù ngày nay có lạc phận phai hương, nhưng tâm tư em vẫn còn nặng mang những đau thương sầu tuổi âm thầm. Hai thiên đám cưới làm cho dĩ vãng bừng dậy trong lòng. Em nghĩ tới lúc mặc áo cô dâu ra chào hai họ là em rùng mình sợ hãi bâng khuâng. Cái sợ của con cò con giác sợ ánh nắng ban mai rực rỡ. Biết rằng tình anh như biển cả, nhưng lòng dạ của người ta thì trắng đen thay đổi muôn màu. Em thiệt à, em nói gì á, em sống với anh mà em sợ người khác là sợ nỗi gì. Nhưng còn ba anh, còn gia đình anh. Lại nữa, anh sẽ nghĩ sao nếu sau này có ai bảo vợ anh là một cô gái giang hồ? Khi ấy chẳng biết anh có còn thương em như trước không, hay là anh sẽ ân hận vì đã phí một công trình cứu vớt một bông hoa héo tàn đã rơi rụng xuống dũng bùng nhớ nhuốc. Dù từ ngày được biết anh rồi tha thiết yêu anh, em chỉ biết có anh thôi. Mưa nắng em chỉ biết có một mình anh, vui buồn em chỉ biết có một mình anh. Đời đôi ta cũng như hình với bóng, em lo sợ chuyện đời dấu biển mà ngày kia bóng thấy ta hình. Kìa cậu hai. Ủa chú Tám tài xế, chú đi đâu ra ngoài này vậy nè? Thì đi kiếm cậu chứ còn đi đâu nữa. Kiếm tôi hả? Phải. Có chuyện gì không mà chú? Có chứ sao lại không. Hả, chuyện gì? Cậu hai ơi, bà ở nhà đau nặng gần tháng trời, bỏ nước bỏ cơm. Trong cơn mê bà cứ nhắc tới cậu luôn, mà cậu thì đi đâu mất biệt hình biệt dạng. Bởi vậy ông mới sai tôi cầm bức thơ này tìm trao cho cậu. Và ông còn nói với tôi rằng
Nếu ai tin mẹ đau mà cậu không về thăm viếng thì ông quả thật là một người cha bạc phước vô phần. Cậu ơi, mỗi lần bà bưng chén thuốc lên bà phải nghẹn đến mấy lần. Bà đau làm sao mà cơm nước không ăn, sữa sụp không uống. Hồi sáng này bà còn ngất ngất lấy hơi lên nữa chứ. Tôi hoảng hồn xách xe chạy riết ra đây nè. Mời cậu về mau trong giờ bà hấp hối. Để giờ phút sanh ly tự biết bà cũng được vui khi thấy được mặt con. Trời ơi, nếu vậy thì tôi phải về thăm má tôi gấp mới được. Mai ơi, Mai, anh về Sài Gòn ít bữa hay mẹ anh bớt bệnh thì nội trong tuần lễ anh sẽ trở lên đây với em liền nha. Anh về nghe. Ai đó? Xin mời vào. Chào cô. Tôi muốn gặp cô Mai. Cô đây có phải là... Dạ vâng, tôi là Mai đây. Ông đi là... Tôi là ba của thằng Linh đây. Nói vậy ông... Dạ, dạ bác. Bác là... Dạ, dạ xin lỗi bác. Con gì không biết nên... Dạ, xin bác tha lỗi. Có gì đâu mà lỗi phải. Dạ, xin mời bác ngồi. Thưa bác, có phải bác vừa gửi thư cho anh Linh đó không? Phải. Nhưng đó là tôi gạt cho nó về Sài Gòn, để cho tôi có dịp nói chút chuyện riêng với cô. Xin lỗi cô. Cô có lòng kính mến mà gọi tôi là bác, vậy tôi cũng xin được gọi cô là cháu, để cho buổi nói chuyện nó có vẻ thân mật hơn. Dạ, bác muốn gọi con là cháu hay là con gì cũng được. Thưa bác, bác vừa bảo là bác muốn gặp cháu để... Để nói cho cháu biết việc của thằng Linh. Cháu à, mẹ của nó đang đau nặng, không biết sống chết ngày nào. Bà buồn vì có một thằng con trai mà nó dâm cái lời mẹ cha. Người bà lâu nay vung đã yêu sẵn rồi, nay bệnh của bà càng ngày càng nặng thêm vì có một đứa con hư. Mẹ nó nhất định một lời là không bằng lòng nó lấy vợ, là một cô gái giang hồ. Còn nó thì cũng nhất định là lấy cô, chứ nó không chịu lấy ai. Nếu mà thằng Linh cứ một lòng một mực thì chắc là nay mai mẹ con nó phải xa nhau. Nếu cháu thật lòng thương tưởng thằng Linh, hãy ráng giúp giùm cho bác một phen. Điều chi xin bác dạy, cháu sẽ hết lòng hết dạ. Dù cố cố gắng hay là thề quán ngại, việc mà bác muốn nhờ cháu giúp nó thật ra thì nó chẳng khó khăn hay là cực nhọc gì. Nhưng nó đòi hỏi ở cháu một sự can đảm và một tấm lòng hy sinh. Dạ, xin bác cứ nói rõ. Bác muốn cháu hãy quên thằng Linh đi. Quên anh Linh là sao, thưa bác? Là cháu làm thế nào đừng có cho nó gặp mặt cháu nữa, hoặc làm cho nó hiểu lầm là cháu đã phản bội nó là càng tốt. Bác ơi, cháu đã hiểu ý định của bác rồi. Nhưng không thể nào cháu quên anh Linh được. Không phải tại vì anh Linh là con nhà giàu, thiếu gì người giàu sang đã ngỏ lời cầu cảnh săn đón cháu mà cháu đâu có màng. Bác biết, nhưng có lẽ cháu biết thằng Linh tuổi nó còn trẻ, tình yêu sôi nổi điên cuồng. Tình yêu của những con người trẻ tuổi thì đâu có mấy khi được lâu bền. Biết nó có thương cháu mãi mãi không, và tại vì lẽ gì mà cháu yêu nó? Bác ơi, cháu thương anh Linh là vì anh Linh đã hết lòng thương cháu. Xin bác đừng xô cháu trở xuống vũng bùn nhớ mà cháu vừa mới được ngồi lên sau bao năm dài dạng dưới phong trần. Những năm qua là những năm đau khổ gian trường, một cuộc sống xa hoa tạm bỡ và những lời tân tiêu dối trá đã làm cho cháu mất cả niềm tin. Cháu như một cánh chim đêm lạc lõng, vừa tìm được nơi trú ẩn trên một cành cây kín gió. Nếu trời đất không thương mà nổi lên giông tố thì chim cũng đành chết rũ trên cây cho hồn đỡ lạnh lẽo.
lời cháu vừa nói. Bác biết cháu thương thằng Linh và thằng Linh nó cũng thương cháu lắm. Bác thì không có hẹp lượng gì, nhưng mẹ nó thì nhất định không bằng lòng. Nếu thằng Linh mà nó thắng được trận này thì chắc chắn nó sẽ mất đi một người mẹ vô phần. Còn nếu nó thua thì cháu cũng sẽ mất đi một người bạn chung tình. Nhưng bác nghĩ rằng một người như cháu, nếu mất thằng Linh này thì cháu có thể tìm được một thằng Linh khác. Chứ còn thằng Linh thì nếu mẹ nó mất đi thì nó không tìm đâu được một người mẹ. Đã vì nó mà ngày đêm thương nhớ, tuổi già nua ngày một hao mòn. Bác ơi, tương lai của cháu đã gửi trọn cho anh Linh rồi. Nhưng sự sống chết của mẹ nó cũng đặt trọn vào nó cháu à. Bác ơi, cháu đã từng làm một người con và cũng từng có một người mẹ già nua tuổi tác. Cháu hư hỏng, mẹ cháu buồn rầu đau khổ không biết chừng nào. Cháu đã hiểu nỗi lo buồn của một gia đình như bác, có một người con trai độc nhất như anh Linh. Nhưng cháu khổ lắm bác ơi, mơ ước làm lại cuộc đời của cháu chắc sẽ tiêu tan như mây khói ban chiều. Cháu tưởng cháu đã thoát khỏi hố thẳm trụy lạc xa hoa, trở về con đường tươi sáng. Không ngờ ngày nay trước sự tình ngang trái đã sẵn sàng rơi xuống vực sâu. Cháu đừng lo việc ấy. Bác hứa với cháu là bác sẽ giúp cháu khỏi phải trở lại con đường cũ. Vì riêng bác, suốt đời bác sẽ coi cháu như là một đại ân nhân. Thôi, bác khỏi phải lo gì cho cháu. Bác về đi. Cháu hứa là sẽ xa lánh anh Linh để trả anh về cho bác. Bác tin nơi cháu. Thôi, bác về. Mai ơi! Mai ơi! Anh về Sài Gòn vừa ra tới đây nè em. Ủa, Mai đâu rồi à? Ủa, quần áo của Mai đâu hết rồi? Hay là Mai đã... À, cô Thơ đây. Anh Linh, chỉ có chung sống với anh, cuộc đời em mới có ý nghĩa. 3 tháng trời, hạnh phúc thật là ngắn ngủi, nhưng cũng có thể nói là tạm đủ. Thật lòng, em không muốn xa anh một giây, một phút nào hết. Nhưng thôi, anh cũng nên trả em về để gió sương cho em trọn nở giang hồ. Tôi chết, em cũng vẫn còn thương anh. Chỉ có em mới hiểu được em thôi. Vĩnh biệt, Mai. Ngựa lại quen đường cũ, tao sẽ về quê cưới vợ không cần mày nữa. Đồ tôi. Những lúc hoàng hôn xuống, âm thầm nhớ cô nhân. Đường chiều in bóng nhỏ, nghe lá đổ rưng rưng. Lá vàng đang dài chết theo gió rét bâng khuâng. Ai đi ngoài mưa gió nhớ người năm ấy không? Buồn gì mà ngâm nga nghe tê tái quá vậy cậu Linh? Ủa kìa, chị Mỹ. Mời chị ngồi. Lâu quá mới có dịp gặp cậu à. Sao cậu bộ lúc này cậu ốm quá vậy? À, cậu có gặp con Mai không? Thôi chị ơi, xin chị đừng nhắc tới cái tên đó nữa chị. Tôi biết Mai nó còn thương cậu lắm, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nào đó nên nó phải xa cậu đó thôi. Ở trên đời này, sự phản bội nào cũng có lý do hết đó chị. Không phải vậy đâu cậu Linh à.
Nó thương cậu thiệt mà, nó nhắc cậu hoài à. Nó nói không biết cậu đã có vợ chưa. Nó nói rằng nó chỉ cầu xin cho cậu được sống yên vui, trọn đời với vợ đẹp con ngoan. Nó với cậu không có duyên nhau, tôi thì đành phải tụi nhau. Trong khi tôi về nhà năn nỉ với ba má của tôi, xin cưới cổ cho rỡ ràng để cổ được đẹp mày đẹp mặt với người ta, thì cổ lại lén tôi mà bỏ ra đi một cách năm thầm, còn để lại một bức thơ nói là cổ chưa nghi dứt nghi nở giang hồ. Có lẽ nó nói những lời mà chính nó cũng không muốn nói ra, vì gặp tôi lần nào nó cũng nhắc cái cậu bằng những tiếng tiếc thương. À, may quá, cô Mai tới kia kìa, không hẹn mà nên à. Tôi xin phép vào trong để hai người tự do tâm sự. Anh Linh, anh có giận em không? Không, ai dám giận. Thế sao nãy giờ anh không nói với em một lời, dù chỉ là một câu thăm hỏi? Nếu em muốn cho anh nói với em bằng một lời thăm hỏi á, thì câu hỏi đầu tiên của anh là: sau khi xa anh, em đã sống với ai? Vẫn được tân tiêu với chân hôn chân hài, vẫn vui sai nghiêng ngửa với Dương Tôn công tử? Em vẫn ở vậy một mình, em không sống với ai hết. Ở vậy một mình? Một bông hoa đẹp dù đem đặt trong góc giường quan văn, lũ bướm bày ong vẫn đua nhau tìm đến rủ ren. Còn riêng anh, buồn làm sao những lúc vắng xa em, sầu say rứt trong cõi lòng khô heo. Em ơi em có biết đâu, sau khi em đi rồi nhà mình thật vô cùng lạnh lẽo. Đêm đó anh nằm trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, cái mùi hương quen thuộc của em vẫn còn phảng phất đâu đây, mà chiếu chăng thì nghe sao lạnh ngắt như đồng. Chiếc gối của em anh ôm chặt vào lòng, lòng anh ngập tràn chua xót những giận hờn phan ý lần nỗi tiếc thương. Nhưng cuối cùng anh vẫn tin là em sẽ nghĩ lại mà trở về với anh. Em ơi anh ra trước sân ngồi dưới trời đêm giá lạnh chờ em cho đến khi trăng lặn sao mờ. Em đi em còn khổ hơn anh nhiều, nhưng em không có cách nào khác hơn. Có điều gì bí ẩn hay ai đã ép buộc em? Em nói đi, nói hết cho anh nghe, anh sẽ tìm cách giúp em. Đã để muộn ta... rồi anh à. Tại sao lại muộn, dù 5 năm, 10 năm nữa cũng chưa gọi là muộn em mà. Em ơi một cánh chim bay một cành trăm gái, em ra đi là ngày để lỡ hẹn hò. Sông dài mấy khúc con đò đã bỏ bến yêu thương. Nếu lòng em là một chợ đời quyên náo đầy dậy sắc hương, thì tình anh vẫn âm ỉ như trùng dương muôn đời còn gần ý sông. Em ơi sao em không đến với anh vào một chiều gió lòng để nghe tiếng cô lấy đò trỗi giọng hò hò. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn luôn, thương nhau nên phải đền bù xa nhau là để nghĩ nhớ nhau trọn đời. Anh Linh ơi, em biết tình anh đối với em bao giờ cũng nặng nề tha thiết, nhưng em đã trót hứa rồi. Em đã trót hứa? Em đã trót hứa nhưng hứa với ai? Em không thể nói cho anh biết được. Em không nói anh cũng biết. Có phải em đã hứa với một công tử Dương Tôn hay là một lão thương gia?
hầu sống chung nhau hưởng hạnh phúc đến già. Nên em với ta anh không một chút gì luyến tiếc, vậy thì lần gặp gỡ như này đây cũng là lần cuối của chúng ta. Một ngày kia rồi anh sẽ hiểu được em. Chắc không bao giờ tôi hiểu được cô đâu. Từ già cô chúc cô mãi mãi sang giàu, kể từ đây không cần phải gặp mặt nhau. Chào cô. Anh Linh, anh. Chị Mì. Kìa, em Mai, em đã tỉnh. Chị mừng quá. Chị Mỹ ơi, chị làm ơn mở tất cả các cánh cửa sổ để em được nhìn thấy cảnh vật của trần gian một lần cuối cùng. Chị trao sách thơ và tấm ảnh của anh Linh dùm cho em đi. Em đừng đọc thơ nữa, ráng uống thuốc đi. Em nằm mê man đã hai ngày dài mới tỉnh lại đó. Em không uống thuốc đâu. Em biết không có thuốc nào cứu được mạng sống của em hơn. Ôi những tia nắng của một chiều vàng hấp hối còn chập chờn trên kẽ lá tàn cây. Phải chăng qua công mong báo tin rằng một bông hoa sầu úa héo gầy sắp rơi rụng bởi tàn hương ra canh. Chị Mỹ ơi, em biết lúc nào anh Linh cũng tha thiết yêu em. Dù em là một cánh chim bạc chúa, tình yêu đang hồi gắn bó. Dài cối qua mái trắng thoáng mùi hương.
để sau này khi anh linh có vào đến nghĩa trang, nhìn qua rung sẽ nhớ người yêu bạc số. Chị, em chưa, em ơi. Linh à? Dạ. Bữa đó con đi với má con rồi sao? Dạ, có sao đâu ba. Thằng trả lời ngố ha. Con đi coi vợ. Ba hỏi em vậy là tức là ba muốn hỏi con coi được hay là không, con có chịu ở chỗ đó hay không. Dạ thưa ba, thật thì má con muốn con đi theo thì con đi vậy cho nó vui lòng má con, chứ con chưa muốn cưới vợ đâu ơi. Tới chừng nào mới lấy? Đợi tới già rồi ở gió luôn cho gọn ha. Thơ ai mà nét chữ lạ vậy cả. Kính ông, theo lời trăn trối của em Mai, tôi gửi thơ này để báo tin cho ông hay. Em Mai đã chết hôm mùng 8 tháng 4, đám tang cử hành ngay bữa sau đó. Kính thư chị của Mai, Trần Thị Mỹ. Trời, con Mai đã chết rồi. Ủa, Mai nào chết mà ba lại sửng sốt rồi vậy ba? Con Mai quen với con đó. Hả? Mai quen với con? Mai nào kìa? Thôi con biết rồi. Tưởng ai chứ nhỏ đã chết thì thiên hạ đỡ tốn tiền rồi ba. Con đừng có ăn nói tàn nhẫn vậy. Con không hiểu nó đâu. Con không hiểu nó thì còn ai hiểu nó thôi chứ. Mà nó thì có gì đâu để mình phải hiểu. Thứ đó thì đứa nào như đứa nấy rồi ba ơi. Linh, con đừng nói vậy mà tủi vong hồn của nó. Con Mai nó không tầm thường như con tưởng vậy đâu. Chính nó là ân nhân của nhà mình đó. Linh ơi, con Mai nó bỏ đi không phải vì đường xưa lối cũ, còn mãi theo quyến rũ một cô gái giang hồ. Nó dần thương con như từ bao giờ. Con nhớ lại coi, dạo đó mà con không có bằng lòng cho con cưới nó, nhưng con chẳng chịu nghe. Mà con quốc cất nên bệnh tình ngày thêm nguy ngập. Ba lo quá nên đích thân ba ra Vũng Tàu năn nỉ với nó bỏ con, để cứu giùm một người mẹ vì thương nhớ con mà ngày một hao mòn. Trời ơi, ba ra Vũng Tàu nào mà sao ba không cho con ấy? Ba ra với chú Tam, ba giết thờ gạt con cho con về Sài Gòn để cho ba nói chuyện với con Mai. Lúc đầu nó không có chịu nghe ba, cuối cùng nó thấy ba năn nỉ quá, nó mới nhận lời. Thấy nó khóc mà ba đứt ruột. Trời ơi, con đã hiểu lầm Mai. Mai ba đã giết chết vợ con rồi. Thật con không ngờ, con cứ tưởng nó bỏ con đi trở về con đường cũ tối tăm nên con mới khinh bị nó. Mai ơi, hôm nay em đã trở về trong im lặng, nợ tình em gửi lại cho anh. Buổi gặp nhau lần cuối cùng tình mình còn nguyên vẹn, mà khi chia ly lại chính dần mười hơn. Ba ơi con khổ quá ba ơi. Ba có hơn gì con, chắc trọn đời ba sống không có vui đâu con à. Sương khuya rất mướt lạnh lùng, nhắc chuyện tao cùng thêm hận bụi ly tan. Vua chỉ là một tượng hình của tham lam và ích kỷ. Câm! Và hình tượng kia sẽ có ngày ngã gục xuống chân tường. Của kiếp! À! Vua giết Dương Phi em ruột của ta, bây giờ phải đền mạng. À! Đồ thân giết ta! Để thay đổi một triều đại mới. Hậu phạt đức cướp ngôi. Vì tôi có gương Ngũ Đế, còn cái gương kia là gương giả của tôi dân. Kiều Anh, một triều đại mới đã khởi đầu, cẩm chọn nàng làm hoàng hậu, nàng nghĩ sao? Muôn thư, nếu chúa thượng đem lòng thương đến, tỳ thiếp dám đâu từ chối quay trời.
tình thiếp chỉ ngày non cao không những bền. Sao khéo lo như vậy khi quy quyền ta không tròn. Xem có lưỡi đường lưng bốn phương sẽ quy đầu. Những ly thứ gỗ nghèo đang quá tàn kỳ rui. Theo thế lực bảo tàng sẽ lung lai sụp đổ. Vậy nàng ta phải làm sao để củng cố? Trước hết phải dẹp bỏ gương đình rồi lo đắp lại lòng lê dân. Nếu trẫm hứa thì nàng sẽ bằng lòng. Tâu dân trẫm hứa hứa đây, ai hậu của ta ơi, mau vào tư cung cùng trẫm nâng ly rượu giao tình. Chú thượng vào trước, thiếp sẽ theo sau. Được, ai hậu đừng để trẫm đợi chờ sốt ruột. Tâu dân chào bà. Tên tàn tật cuộc tay kia mi là ai? Dạ, tôi là tù trưởng bộ lạc Đồng Châu, đến xin hàng tân dương của gương ngũ đế. Nghe nói tới Đồng Châu mà lòng ta sao rồi, nhớ cổ qua anh bấm mái thảo lưng. Thôi bà ơi, chuyện tan thương biển quá còn dâu. Đồng Châu cổ nay chỉ còn lại năm quan mồ trong dĩ dàng. Quan mồ trong dĩ dàng. Và dĩ dàng không có vàng son nhung lụa với quyền quy điện ngọc cung. Chỉ có lều cỏ sát xa vì mưa nắng khổ phần. Chơi đôi mái đầu xanh chưa dương sầu hận và chưa ngỡ ngàng với số phận trái ngang. Hoàng hậu dĩ vãng kia không người hồ kẻ hạ. Không có nghĩ kỳ thân xa mà rước đi. Mà chỉ có một mảnh trăng thèm đêm đêm soi bóng. Ông là ai mà tại sao lại nói những câu như tâm sự của tôi? Một tâm sự đeo mang nhiều kỷ niệm. Không, lòng dạ người ta thường đổi thay theo cuộc sống. Thì kỷ niệm xa xưa như hình bóng đá hay mà. Vậy bà nên yên thân với em đẹp hiện giờ. Đừng khóc đừng than những gì đã chết để thân vàng không thương tổn bởi buồn đau. Bà muốn biết tôi là người đã mất hẳn tình thương trong những ngày dĩ vãng. Và giờ đây được lĩnh bà khê đồng khiến phải nghẹn ngào ngơ ngẩn lễ chào. Không thể hiểu được người qua những lời u ân đó. Hiểu làm chi lời một tên rỡ quý hàng đang bế kiếm một bà hoàng hậu. Ôi người đừng gọi tôi bằng hoàng hậu. Một dân nữ Đồng Châu từng nhìn gọi trắng rừng gió mây. Tôi đã yêu phượng thờ cơ duyên mới nhưng nửa chừng gãy đổ mong ngày xanh. Rồi biết bao nhiêu hoàn cảnh trái ngang đưa cô dân nữ Đồng Châu về mối hoàng hậu. Ôi chuyện ngày xưa dậy đầy máu lệ đầy.
tuôn thở năm quan bồ. Ái hậu sao chưa vào dưới trẫm? Kìa, bọn kia là ai? Dạ, thầy trò em đến dừng sớ xin hàng chúa thượng. Hãy nạp sớ. Tâu dân đem hộp sớ ra ngoài. Đây, cái gương ở dưới đáy hộp sớ nè, lấy đi, hành thích. Hồn bậc đức bảo tàng, ngươi coi lại. Đã giờ là khách tà, bọn bay là ai? Là những người muốn tiêu diệt thế lực bảo tàng của anh em vua Hậu Nghệ. Võ Đạo Quân, xem đầu. Quang đau phủ hải ngân tay. Đừng đây là đổ máu nơi đây. Nơi tôn nghiêm dương chúa sao bài trò hay ngã đầu rơi. Xin chúa thương vì tiếp thần công hành quyết nơi đây. Được, cẩm chiều ý khẩn cầu của ái hậu kiều anh. Mau đem nó ra trói chặt ở nơi pháp trường. Bổ cao bông phương rồi mổ ruột chém đầu. Ý lệnh! Kẻ tử tù xin cáo biệt ra đi. Và luôn nhớ lệnh bà đã sinh tội cho con. Để nó đi mau. Tại lần theo bao mũi tên và tình ao tới ngự hàng. Cho ai canh văn bớt anh tâm tình cô đơn mà lo chi. Sao thức thật khuya mà đang áo? Để khi lạnh lùng áo rét ủ lên vai. Thật lấy chi là người ân cao quý nhất của tôi đã cứu tôi khỏi chết còn chăm lo tiếng chi. Vì thấy anh mất một cánh tay còn gánh gồng việc nước nên em góp một phần đi an ủi đời anh. Tất nguyền này đã chôn lấp mong ngày xanh. Sao ta cứ dương vẫn mãi bóng hình trong dĩ vãng. Phải chăng trong dĩ vãng có buồn vui lẫn lộn cùng bao nhiêu kỷ niệm êm sống lại từ tấm cõi chết thì chỉ có nàng về cần ở bên tôi. Nàng son sóc từ chế thuốc giấc con giờ ăn giấc ngủ cho kẻ tật quyền bất thành như tôi. Mà nàng vẫn một mực vô tư còn tôi là một thây mà sống nhìn lễ chi mà tìm hiểu lễ chi. Tôi cũng muốn tìm hiểu lễ chi sao chẳng tin tôi là một kẻ tội đàn lại tỏ vẻ âu lo thành tật không quản gì khổ nhọc nhân lao. Từ trận địa đến mái liều hư quanh nàng lúc nào cũng hăng hái đảm đang không thốt một lời than lại còn để tâm an ủi lúc tôi buồn thao thức chiến đấu canh. Nghe mùa đông đến nàng đun lửa rồi âm má thầm theo áo tôi thân nàng không sợ xuống chỉ lo cho kẻ đang cố đi đành đành. Phải em chỉ nghĩ tới anh nên mới âm thầm đang áo ghét. Nhưng làm sao lại
đâu lòng em có ước mơ cũng thành vô vọng mơ giờ trọn đời. Lẽ chi có phải nàng muốn thấu lỗ tình yêu quá manh nó nữ hài? Phải phải. Nhưng thưa anh, nếu ý nghĩ đó có làm cho anh ngạc nhiên kinh bỉ thì em cũng tin anh rộng lòng mà tha thứ cho em. Vì đây là tâm trạng hồn nhiên đã nảy nở trong lòng nàng sơn nữ. Qua một cảnh đời cùng kia kẻ đắng cay em đã lỡ thốt ra. Vì không đè nén được tâm tư thì trái tim dằn vật cái nỗi thương sầu. Nói cho vơi bớt buồn tâm lắm cho gió sương đừng nghe khổ đau. Không gì em dối lên cao vậy anh đừng nhớ lời nào của em. Không lẽ chi em xứng đáng là nguồn an ủi để cho anh cao gãy trọn lời. Thương tâm bệ hạ, thưa dũng sĩ, kẻ hiện đến nuôn ngàn trong đêm tôi để quấy rầy tình mịt trái đồng châu chính là người muốn nhường danh dự bột ca đây vua ngủ đế cho người hùng tê lương. Không không, bệ hạ đã là vua để phục hồi đế nghiệp với đủ quyền đủ đức của tương vương. Xin bệ hạ hãy vì dân. Vì dân mà tôi đã hy sinh ném tất cả đời xuống vào máu lệ để tim nức nở tay cầm quyền dương đế ngập ngừng chân trở lại cốc đồng châu. Không, chuyện gì qua đừng nhắc nhở thêm đau khi thời khắc mới đã chôn vùi hình ảnh cũ. Phải, tôi cũng biết bóng hình xưa cũ đã mờ tan trong quá khứ từ lâu rồi. Như lá vàng rơi như khói quyện lưng trời liên kỳ trong nắng mồ dĩ vãng thì tôi không có quyền mơ chuyện đời xưa. Nhưng hôm nay còn tìm đến đồng châu là tôi muốn lần cuối cùng nhìn lại bóng cây rừng từng ấp ủ đời tôi. Rồi tôi sẽ âm thầm mà ra đi chính tiểu sĩ chỉ còn biết ngưỡng cầu bệ hạ được bình yên mà trở lại nơi vua đem tình cao cả chân hòa trong thiên hạ. Nhưng tôi sẽ ra đi về với ngôi vua và thiên hạ để cho dũng sĩ yên tâm mà ngày dựng lại cuộc đời mình. Được tiếp qua và thầm mà cân nguyện viên lành cho dũng sĩ có nguồn an ủi đẹp tốt cho vui dư ảnh buồn đau. Chim ơi mây đổ về đâu giống như chiếc nhạn ngày nào lẻ loi, đó là hình ảnh đời tôi yêu thương giá biệt không lời tiếng đưa.
đầu tình yêu mới, mà lòng vẫn nén nhào nghe lại chuyện năm xưa. Dù đời mình đang đổi với bình đời, nhưng tình cảm vẫn rạt rào mơ. Cũng biết nhớ, biết thương những em đềm trong ký ức, nhưng phải lặng thầm nước lễ dở qua trăng. Ngày nay bể hạ là duyên nữ, còn kẻ phật nguồn sống dở dân. Tiếc gì một chút đương cuối tình bể hạ đừng thương đừng. Kìa, ai hầu đến đây, hãy trả ta gương ngủ đế, để ta biến Đồng Châu thành biển máu họ Phật Đức. À, ta chết gương ngủ đế, thế ra mi vẫn tâm thương. Bây giờ cấm hồi cung với ngôi cao và tình thương lê thương, cấm đã hết lẻ loi rồi, xin cầu nguyện cho đôi kim trời liền xanh. Thank you.